đến của bạn nằm ở bên phải. Biểu hiện là như nào? Cái cua nó cao dần lên. À đấy à? Đúng rồi. Con này hôm nọ nó vừa thi tổng kết. Anh nhìn có cái gì hạ giúp em một lúc dự phòng xuống được không? Hạ lúc dự phòng hả? Đấy tay làm được. Đấy à? Đúng ạ. Cái kia à? Vướng bạn cho nó xuống. Cho xuống nhá. Thank you.
cabin đặt vào đây có cái lò xo đúng không? Em không để ý đâu. Con này nó có rồi.
nữa. Không, tổng cục trên mới thay mà. Cái xây lá luôn. Ơ, bình tĩnh. Ừ, đây đang phải tháo ra nó mòn mẹ đá côn rồi. Ok MC đây. Ơi. Ờ đúng rồi. Đang ở đường nhỉ. Ừ. Đấy thì anh em đến đây rồi, gần mà. Đấy, để đấy, xong anh gọi lại cho. Em bé xịt xịt cho sạch. Đang thử. Đúng thế không? Ừ. Cháu ơi, tưởng là phải cầm quay đầu. Như cậu với mọi. Sao lại lấy quốc hơ. Đang nghỉ đấy. Đấy, thấy không? Chờ sắp được rồi. Không phải đi đúng không? Thân kia phải là ba lắm. Ví dụ đấy, do chất liệu là con nhiều yếu tố lắm. Sao nó xịt nhỉ? Cho anh cứ về nên bảo với ông ấy đưa cho mà. Xịt cho sạch. Còn là cái toàn thế mà. Cho thấy mình thiếu. Cái mặt này nó áp vào mấy nhà mà. Cho Linh Vũ hết công trình rồi. Hết rồi. Anh cũng nghỉ máy rồi, anh bán xuất anh Linh. Ừ. Thôi dạ. Ừ. Lại thuê. Thử đi máu phát như em nhỉ? Không phải đâu. Mòn nào phải thay đúng không? Ừ, mòn nào phải thay. Cái này mình sẽ chưa thay bao giờ đâu. Hay để 015 đấy. Đi đi. Rồi đi đi. Cabin làm nào nhẹ là được.
kiểu tài khoản nhiều hôm còn 2-3 ngày nhận được đấy. Treo tài khoản, đấy là cái gì này, tưởng nó khác hệ thống chơi chó này.
còn ác đấy. Đấy, chúng như thật nhỉ.
Bình bình thường là những con khác là cao chân mà đạp là sương sượng là biết ngay đúng không? Đây con này sương sượng như nào vào ngọt lịm. Không mắc một tí nào luôn. Mỗi hôm mà xuân này nó không mà số được. Cái này chắc có về rồi. Về từ trước rồi. Gì vấn đề? Con này khả năng là dính côn từ trước đúng không? Vâng. Côn thì dính. Một tay về lấy chục. Tay thì thoải mái nhỉ? Đúng không? Vâng. Tay thì dùng nhớ lại tạo thêm. Còn này nó chắc nhỉ? Vâng. Mà này nó thua. Nhưng con nó mẹ nó quấn ở bơm 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 hỏa tiết đấy. Chẳng hay luôn. Con này phải đi cùng lắm thì lên tới 3 thôi. Thì chả cần lít đâu mà vì nó anh nhưng mà nó nhát nhít đấy. Đây mẹ ăn hết rồi. Ăn hết được gối luôn đúng không? Vâng. Đúng rồi. Nếu anh chở tầm 3 4 tấn thì ăn được. Không không. Con sâu không cần đâu. Chả hết rồi. Ông nhìn vào cái gối à, cái gì? Cái gì nhỉ? Ăn xong rồi. Tí này mang này xuống lấy khẩu ạ. Anh thét nhíp mà kéo nào đã bị là béo được mấy tháng. Mới đang nhíp. Hay là nhíp kém nhỉ? Chắc là nó hay gãy nhíp nhiều. Nhà văn hóa. Không có cái chuẩn đâu mà. Lên nó phải khỏe này.